Bản tin dịch COVID-19 tối ngày 22 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết có thêm 11.214 ca mắc COVID-19. Riêng thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã chiếm đến 7.988 ca. Trong ngày có 7.580 bệnh nhân được chữa khỏi. Còn theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ, tính đến 17 giờ cùng ngày, thành phố ghi nhận 58 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay là 3.770 người. Trong 58 ca nhiễm mới, 15 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 4 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 15 trường hợp trong khu cách ly, 24 trường hợp trong khu vực phong tỏa. Qua truy vết có 65 F1, 25 F2 liên quan. Trong ngày có 105 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà. Theo quy định, nâng tổng số trường hợp điều trị khỏi là 2.030. Hiện số trường hợp đang cách ly tập trung là 1.979 người. Số người đang trong thời gian theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú là 5.486 người.